trẻ em. Dạ vâng, sóc mạnh lên ạ. Vâng. Chúng ta nhớ giữ chặt nắp rượu không được bắn văng mặt ạ. Vâng. Dạ vâng, đã mở được rượu rồi ạ. Dạ vâng, tôi bạn sẽ tay trong tay rót rượu ạ. Và những giọt rượu vang của chúng ta đã được lăn dài trên những chiếc ly hạnh phúc, cùng với đó là những làn khói của tình yêu mịt mù, đã chứa đựng những hết sức tuyệt vời tình yêu của đoàn trẻ dành cho nhau. Suối tình mềm mại cũng đã được chảy dài trên những ly rượu. Chuyến tình này cũng như là những tình cảm thật là thiêng liêng, nồng ấm và chú rể Nguyễn Vương dành cho cô dâu Ngọc Ánh, cũng như là cô dâu Ngọc Ánh dành cho chú rể Nguyễn Vương. Và chúng ta cùng đến với chai rượu thứ hai. Và chắc hẳn là chai rượu thứ hai này thì chú rể Nguyễn Vương chúng ta sẽ có kinh nghiệm hơn ạ. Chú rể, chúng ta cứ mạnh mẽ lên. Ở sau bên cạnh của em chúng ta có cô dâu rất là xinh đẹp đã hỗ trợ rồi, và đặc biệt là sẽ có sự chứng kiến của tất cả các vị cùng đồng hành cùng chú rể Nguyễn Vương trong ngày vui hạnh phúc này. Vâng, và chai thứ hai rất nhanh ạ, mở được luôn ạ. Dạ vâng, xin mời cô dâu và chú rể. Và đề nghị tất cả quý vị chúng ta cùng lưu lại những bức ảnh thật tuyệt vời của đoàn trẻ trên sân khấu với tháp điệu tình nồng ái của đôi bạn trẻ. Chú rể của chúng ta vẫn rất là run ạ. À, quý vị có thể dành cho chú rể một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chú rể chúng ta được có. Dạ vâng. À, xin mời hai em cùng tiến tới lễ đài. Kính thưa quý vị, và trong ngày vui hạnh phúc và sau khi rót rượu vang xong thì chú rể của chúng ta sẽ trao tặng cho cô dâu ly rượu vang, ly rượu giao môi của mình để chứng tỏ một điều rằng hôm nay ngày kết duyên tình chồng tình vợ, đôi bạn trẻ sẽ uống với nhau một ly rượu nghĩa tình vợ chồng, và các bạn sẽ trọn đời thủy chung son sắt với nhau, cũng như cô dâu Nguyễn Ánh, cô dâu Ngọc Ánh của chúng ta cũng sẽ trao ly rượu vang, ly rượu giao môi đầu tiên của mình dành tới chú rể Nguyễn Vương. Đôi bạn trẻ sẽ trao nhau ly rượu hạnh phúc. Xin mời chú rể Nguyễn Vương trao cho cô dâu Ngọc Ánh. Và đây là ly rượu của cô dâu Ngọc Ánh gửi tới chú rể Nguyễn Vương. Đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ tay trong tay cùng uống hết ly rượu này để chứng tỏ một điều và đính ước một điều rằng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2018, tức là ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất, đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ kết duyên vợ chồng trước sự sự kiến của toàn thể quý vị. Ly rượu giao môi xin được bắt đầu. Dạ vâng, các bạn trẻ của chúng ta đã uống hết ly rượu giao môi. Ly rượu thật tuyệt vời. Chắc chắn là ly rượu giao môi này thì các bạn trẻ của chúng ta cũng sẽ được sống với nhau đến trọn đời, sẽ đính ước với nhau trọn kiếp. Kính thưa quý vị, và ngay giờ phút này, khoảnh khắc tuyệt vời nhất, thiêng liêng nhất, đó chính là tại ngày đại lễ thành hôn này, chú rể Nguyễn Vương sẽ trao cho cô dâu Ngọc Ánh chiếc nhẫn thủy chung trọn đời sơn sắc. Chiếc nhẫn được gắn tình hạnh phúc, cũng như là cô dâu Ngọc Ánh của chúng ta cũng sẽ trao chiếc nhẫn thủy chung trọn đời sâu sắc nhất của mình tới chú rể Nguyễn Vương, cũng như gửi gắm cả cuộc đời mình tới chú rể Nguyễn Vương. Và trước khi trao nhẫn thì cho phép là Đức Thọ để tạm chiếc nhẫn ở đây, sẽ hỏi đến chú rể Nguyễn Vương trước là trước đại lễ thành hôn này và ngay giờ phút này thì Nguyễn Vương có điều gì phải hối tiếc không?
không ạ? À, rất dứt khoát, không. Và còn cô dâu Ngọc Ánh thì sao? Ngọc Ánh có hứa sẽ chọn đời này, kiếp này, dù có như thế nào chăng nữa, có cuộc sống thăng trầm, hay có những lúc mà ốm đau, có những lúc mà cuộc sống gia đình có một chút giảm sút về kinh tế, nhưng mà sẽ mãi mãi bên Nguyễn Vương cho giờ, cho dù như thế nào. Em có hứa như vậy không? Em hứa. À, như vậy là đôi bạn trẻ cũng đã hứa, Nguyễn Vương cũng đã quyết tâm. Và như thế là không có nghĩa lý gì chiếc nhẫn này không được mở ra và để dành tặng cho đôi bạn trong ngày vui hạnh phúc này. Quý vị sẽ đến với phần trao nhẫn cưới huy hoàng trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời chú rể Nguyễn Vương sẽ cầm chiếc nhẫn trọn đời của mình trao tới cô dâu Ngọc Ánh trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời cô dâu Ngọc Ánh sẽ trao nhẫn cưới tới chú rể Nguyễn Vương. Và cặp đôi trai tài gái sắc của chúng ta, đôi tân lai tân nam và tân gia nhân của chúng ta cũng đã trao nhẫn cưới rồi. Lúc này một nụ hôn nồng ấm, một nụ hôn mà trước sự chứng kiến của tất cả vị và chú rể sẽ trao cho cô dâu sẽ là niềm hạnh phúc nhất, trọn đời thủy chung son sắc nhất của chúng ta sẽ được chứng kiến. Và ngay sau đây thì xin mời chú rể Nguyễn Vương và cô dâu Ngọc Ánh chúng ta cùng quay lại, cùng đối diện vào với nhau. Và cô dâu Ngọc Ánh sẽ đặt đôi tay của mình lên bờ vai vững chắc của chú rể Nguyễn Vương. Và chú rể Nguyễn Vương sẽ đặt đôi tay của mình lên bờ thon mềm mại của cô dâu Ngọc Ánh. Và chúng ta cùng tiến tới một nụ hôn trong ngày đính ước hạnh phúc này. Và trước dự kiến của toàn thể các quý vị, chú rể Nguyễn Vương sẽ trao cho cô dâu Ngọc Ánh một nụ hôn thật nồng cháy, một nụ hôn thật hạnh phúc. Xin mời đôi bạn. Và tôi sẽ đếm đến 3, các bạn sẽ trao cho nhau một nụ hôn thật nồng ấm trước sự kiến của tất cả quý vị, để minh chứng cho tình yêu thật tuyệt vời của đôi bạn dành cho nhau. 1, 2, 3. Hôn nhanh quá. Xin được trân trọng cảm ơn đôi bạn kính thưa quý vị, và giờ phút này trên sân khấu này, những món quà thân yêu nhất của những người thân yêu trong gia đình dành cho đôi bạn cũng sẽ là những hành trang thật tuyệt vời để đôi bạn tiến tới tương lai hạnh phúc, cùng xây dựng tổ ấm và có những chút vốn để lập nghiệp, xây dựng vững bước tương lai. Xin mời những món quà tuyệt vời từ phía gia đình ạ. Xin được trân trọng kính mời bậc song thân phụ mẫu của chú rể Nguyễn Vương cùng lên sân khấu để trao quà cho con mình trong ngày vui hạnh phúc. Quý vị đang nghe những giai điệu thân thương để ca ngợi về tình cha, tình mẹ, những người thân yêu nhất trong gia đình, những người luôn che chở cho những người con của mình từ thuở lọt lòng cho đến khi trưởng thành xây dựng gia đình. Và trong niềm vui hạnh phúc này, cha mẹ cũng đã có những món quà hết sức có giá trị để dành tặng hai con của mình trong ngày vui trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin mời những món quà tiếp theo từ phía những người thân trong gia đình ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Có quý vị nào có quà không ạ? Xin mời quý vị cùng lên sân khấu để trao quà.
Và đây là người bà ngoại thân thương của chú rể, cũng đã có quà tặng để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui hạnh phúc. Và người dì cũng thân yêu của chú rể của chúng ta có quà tặng dành cho hai cháu của mình trong ngày vui hạnh phúc này. Xin mời bà ngoại cùng dì của chú rể sẽ lắng lại sân khấu để lưu lại những bức hình tuyệt đẹp nhất trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời những món quà tiếp theo ạ. Chúng tôi cũng đã thấy được là những người thân yêu nhất. Xin mời các anh chị lên sân khấu ạ. Xin mời người dì của chú rể cũng như là người em trai. Dạ, rất nhiều quà, toàn quà có giá trị. Xin được trân trọng cảm ơn dì và xin được trân trọng cảm ơn bạn trai. Xin mời những món quà tiếp theo ạ. Từ phía chị gái và anh rể của chú rể sẽ có những món quà rất thân thương để gửi tặng đến người em của mình trong ngày vui hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin phép hỏi các quý vị còn ai có quà nữa không ạ? Vâng, xin mời những món quà tiếp theo ạ. Vâng, cậu mợ của chú rể. Kính thưa quý vị, và trong ngày đại lễ thành hôn này thì càng có nhiều quà thì càng tốt ạ. Chú rể và cô dâu chúng ta sẽ còn có nhiều dòng vốn để lập nghiệp. Quý vị nào mà có quà cho MC thì lát nữa em xin giới thiệu lên nhá. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai anh chị. Xin mời những món quà tiếp theo ạ. Dạ còn quà không ạ? Dạ vâng, sẽ còn rất là nhiều quà, nhưng mà sẽ lát nữa sẽ trao tặng cho cô dâu chú rể trong khán trường trong. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời Nguyễn Vương và Ngọc Ánh, đôi bạn sẽ đến từng bàn tiệc trà để rót nước mời chầu mời trà mời nước để cảm ơn thịnh tình của tất cả các quý vị đã dành những thời gian vàng ngọc đến dự đại lễ thành hôn này. Xin mời đôi bạn. Và sân khấu âm nhạc lúc này sẽ trở lại bởi những ca khúc thật tuyệt vời nhất, để chúng ta cùng cất lên những tiếng hát, những lời ca của mình, để chúng ta cùng chia sẻ những niềm vui ngọt ngào hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến được cặp đôi trai tài gái sắc, đó là Nguyễn Vương và Ngọc Ánh, các bạn đang sánh duyên với nhau trong ngày vui hạnh phúc. Thưa quý vị, và ca khúc đầu tiên xin được mở màn cho chương trình ca nhạc để chúc đôi bạn trẻ. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của anh Hoàng Lan, với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Cha, xin được gửi tặng đến toàn thể hội hôn. Xin được mời anh lên sân khấu. Và kính thưa quý vị thân mến, và đây cũng là ca khúc đầu tiên mở màn cho chương trình ca nhạc để chúc phúc cho đôi bạn trẻ, và cũng là ca sĩ đầu tiên. Đề nghị quý vị có thể dành cho anh Hoàng Lan một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu. Tôi sẽ hát bài Tình Cha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.